Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ ba ngày 20 tháng 4 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Bàn giao danh sách chính thức người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban bầu cử tỉnh tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp xem xét cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Ban tuyên giáo tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác quý 2. Triển khai tháng hành động vì vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2021. Cận thị học đường gia tăng và có xu hướng trẻ hóa. Nhiều doanh nghiệp ở Ân Thi đang thiếu nguồn lao động. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị bàn giao danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ủy ban Bầu cử tỉnh. Sự hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Bầu cử tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thực hiện 3 vòng hiệp thương đúng quy trình, luật định. Sau hội nghị hiệp thương lần 3 đã thống nhất lập danh sách chính thức 10 người đang làm việc và cư trú tại Hưng Yên đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và 89 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm dân chủ công khai đúng trình tự thủ tục, thời gian quy định. Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã ký biên bản và bàn giao danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ủy ban Bầu cử tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ đã biểu dương ghi nhận những kết quả mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các cơ quan liên quan đã phối hợp triển khai đúng các bước trong quy trình bầu cử theo luật định. Đồng chí yêu cầu trên cơ sở danh sách chính thức, Ủy ban Bầu cử tỉnh tiếp tục tiến hành các bước để công bố, niêm yết danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Phân bổ các ứng cử viên về các đơn vị bầu cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt tình hình, phối hợp với các tổ chức thành viên để mạnh công tác tuyên truyền bầu cử, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cơ sở, tổ chức hội nghị tiếp xúc gặp gỡ giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng tiến độ đề ra. Cũng trong chiều nay, Ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức hội nghị tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh, nhấn mạnh cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Gắn với công tác cán bộ là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Bầu cử các cấp, các cơ quan, đơn vị có liên quan, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử, thành lập các đoàn kiểm tra để kiểm tra công tác bầu cử nhằm đảm bảo việc triển khai công tác bầu cử tại địa phương đúng quy định để ngày bầu cử 23 tháng 5 tới thực sự là ngày hội của toàn dân. Đến thời điểm này, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được triển khai nghiêm túc kịp thời. Ủy ban Bầu cử tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan ra soát, lập và niêm yết danh sách trên 940.000 cử tri tại các khu vực bầu cử trên địa bàn tỉnh. Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 để lựa chọn lập danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đủ điều kiện tiêu chuẩn.
Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất thông qua dự thảo nghị quyết của Ủy ban bầu cử tỉnh về công bố danh sách chính thức những người ứng cử Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị cơ quan liên quan và các địa phương khẩn trương triển khai các bước chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo đúng tiến độ, tiến hành niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các khu vực bầu cử theo đúng kế hoạch, chậm nhất vào ngày 28 tháng 4, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, đồng thời làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử, tăng cường nắm thông tin về tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử, kiên quyết không để phát sinh tình huống phức tạp ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp để xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến vào các nội dung dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, giải thể Chi cục Văn thư, Lưu trữ, Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ, dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ, dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại Ban thi đua khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ. Kết quả kiểm kê, đánh giá, thực chất tình hình các nguồn lực tài chính của nền kinh tế giai đoạn 2016-2020. Giao dự toán và bổ sung kinh phí cho một số đơn vị để trang bị thiết bị phục vụ chuyên môn. Kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án khu dân cư mới NU3, khu Đại học Phố Hiến, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025. Ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, cập nhật bổ sung các nhiệm vụ trọng tâm giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục nghiên cứu, góp ý bằng văn bản để văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành bổ sung, điều chỉnh nội dung các dự thảo. Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ xong trước ngày 15 tháng 5 năm 2021. Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối nguồn thu, phân bổ cho hợp lý nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025, trong đó ưu tiên nguồn vốn để phát triển kinh tế xã hội. Tất cả các ngành, các huyện liên quan đến nguồn phân bổ vốn đầu tư công cần khẩn trương giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án. Chiều nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo quý 2 năm 2021. Đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, dự và chỉ đạo hội nghị. Trong quý 1 năm 2021, ngành tuyên giáo đã tham mưu triển khai học tập quán triệt thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Đại hội 13 của Đảng, chủ động định hướng tuyên truyền, góp phần tích cực phòng chống đại dịch COVID-19, tuyên truyền về công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp cần tích cực chủ động hơn trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong quý 2 cũng như cả năm 2021. Trước mắt tập trung tham mưu tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết chỉ thị của Đảng, sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng Đảng, tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị và các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn năm 2021, nhất là tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 190 năm thành lập tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự.
Chiều nay, Ban Chỉ đạo Liên ngành về Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Liên ngành về Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh, chủ trì hội nghị. Năm 2020, toàn tỉnh kiểm tra giám sát gần 6.800 cơ sở, phát hiện gần 25% số cơ sở có vi phạm, xử lý 190 cơ sở với số tiền phạt gần 660 triệu đồng. Trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ ngộ độc thực phẩm với 57 người mắc, không có người tử vong. Năm 2021, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tập trung vào 11 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm, xây dựng an toàn thực phẩm là tiêu chí chuẩn nông thôn mới, không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc. Hội nghị cũng triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021 với chủ đề đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh đảm bảo an toàn thực phẩm là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, không chỉ riêng trong tháng hành động. Thời gian tới, các ngành chức năng cần triển khai rà soát căn bản nhu cầu về thực phẩm của người dân, doanh nghiệp, cũng như khả năng đáp ứng của các cơ sở sản xuất kinh doanh để định hướng mô hình sản xuất, chế biến, cung ứng cho sát với thực tế. Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học cao đẳng nhóm ngành giáo dục mầm non năm 2021. Chương trình tập huấn sẽ diễn ra trong 3 ngày 20, 22 và 23 tháng 4 với sự tham gia của tất cả các trường trung học phổ thông trên toàn tỉnh. Các cán bộ tham gia công tác thi sẽ được hướng dẫn thực hiện nội dung quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh vào đại học cao đẳng, cách sử dụng các phần mềm quản lý thi, hướng dẫn đăng ký dự thi. Năm nay, phương thức tổ chức kỳ thi vẫn được duy trì ổn định. Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về đề thi, Ủy ban Nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về khâu tổ chức thi. Thưa quý vị và các bạn, cận thị học đường đang trở thành một vấn nạn với lứa tuổi học sinh. Hiện nay, tỷ lệ cận thị ở trẻ em ngày một tăng cao, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập và sinh hoạt của các em. Đang học lớp 4, nhưng em học sinh này đã bị cận thị hơn 1 năm và độ cận cũng lên đến 1,5 diop. Hay như em học sinh này bị cận thị từ năm 3 tuổi, phụ thuộc hoàn toàn vào kính. Theo thống kê của Bệnh viện Mắt Trung ương, năm 2013, cả nước có gần 3 triệu trẻ em ở độ tuổi 0 đến 15 tuổi mắc tật khúc xạ. Đến năm 2017 là khoảng 5 triệu trẻ, trong đó phần lớn là trẻ em cận thị. Tuổi của tôi ngoài 60 rồi, mà bây giờ mắt mũi mình nhìn vẫn bình thường như này, thế nhưng mà các cháu mới bé bằng tí này mà tôi mượn cái kính để tôi đeo thử thôi. Mũi rồi mình nhìn không thể nhìn được, thế thì là đấy là cái cũng rất là nguy hiểm. Trước đây thì ít khi nhìn thấy một em học sinh tiểu học bị cận thị, thế nhưng bây giờ thì ngay cả từ học sinh lớp 1, lớp 2 là những lớp còn rất là nhỏ thì các em đã phải đeo kính. Bệnh cận thị dù không gây ảnh hưởng đến tính mạng con người, nhưng thực tế mang lại rất nhiều bất tiện trong sinh hoạt và học tập. Theo các chuyên gia, cận thị nặng có thể gây ra nhiều biến chứng, nguy cơ mù lòa vĩnh viễn rất cao. Đeo nhiều nó sẽ mỏi mắt, gây nên là khó chịu, là sẽ chóng mặt khi học tập. Trong thời điểm dịch này thì việc đeo khẩu trang làm mờ kính và khiến mình khó nhìn được xung quanh. Chúng em rất thiệt thòi khi mà nếu mà đăng ký vào các trường có yêu cầu là về thị lực cao, chúng em sẽ phải chi một khoản chi phí rất là lớn, tầm khoảng từ 7 đến 10 triệu để mổ mắt. Tỷ lệ các bạn ấy tăng cận thị là do dùng các thiết bị điện tử nhiều, dùng điện thoại, máy tính rồi xem tivi nhiều, hoặc có thể là đọc sách không đủ ánh sáng, hoặc là khi ngồi thì cái tư thế ngồi học nó không đúng. Để giảm tải tình trạng cận thị học đường thì gia đình cần phải phối hợp với giáo viên hướng dẫn các con đầy đủ về cái phương pháp ngồi học đúng tư thế, đầy đủ ánh sáng. Cái thời gian học máy tính trong một ngày đối với trẻ nhỏ thì cũng không được quá 6 tiếng một ngày. Hiện nay, trong trường học, kiến thức cho học sinh tự bảo vệ sức khỏe của mình, trong đó có các bệnh về mắt đã được tích hợp vào nhiều môn học như sinh học, vật lý, thể dục. Nhưng để giảm thiểu tình trạng cận thị học đường, cần có sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và chính bản thân học sinh. Hiện nay, hoạt động của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện Ân Thi có nhiều tín hiệu khởi sắc về đơn hàng, thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, khó khăn chung của các doanh nghiệp là thiếu nguồn lao động phục vụ cho sản xuất. Công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc dệt Kim Smart Search
có địa chỉ tại xã Phù Ủng, hiện có gần 1.700 lao động với mức thu nhập bình quân từ 8 đến 15 triệu đồng một người trên tháng. Để đáp ứng nhu cầu sản xuất, công ty đang có nhu cầu tuyển dụng thêm 600 lao động. Nhằm giải quyết bài toán về vấn đề thiếu hụt nguồn lao động, doanh nghiệp đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như đăng thông tin tuyển dụng rộng rãi trên website của công ty, thông báo tuyển dụng tại các địa phương trong và ngoài huyện. Thậm chí, công ty còn áp dụng chính sách cho từng cán bộ, công nhân. Nếu mời gọi được 10 lao động đến làm việc, sẽ được thưởng 15 triệu đồng. Số lượng đơn hàng cũng đã được tăng lên và cái nhu cầu tuyển dụng lao động của công ty càng ngày càng lớn hơn. Hiện tại chúng tôi đã có cái nhu cầu tuyển dụng lao động may mặc và một số các cái bộ phận liên quan khác như kế hoạch, kế toán, rồi IT. Đi vào hoạt động từ năm 2016, công ty cổ phần Haplas có địa chỉ tại xã Quang Vinh liên tục đăng thông tin tuyển dụng lao động. Tuy nhiên, số lượng lao động tuyển dụng thêm vẫn chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất của đơn vị. Với thị trường xuất khẩu tại 80 quốc gia, số lượng đơn hàng ngày càng tăng lên, thì nhu cầu bổ sung và nâng cao chất lượng lao động là một trong những vấn đề cấp thiết của doanh nghiệp. Công ty đang tiếp tục tăng cường cái công tác tuyển dụng lao động để bổ sung cho cái hệ thống vận hành nhà máy đáp ứng cái công suất tới trên 1.000 tấn hàng mỗi một tháng. Haplas đang tiếp tục nỗ lực để tạo ra cái chính sách môi trường làm việc tốt cho người lao động. Cụ thể như là chính sách đảm bảo thu nhập cho người lao động trong thời gian mới đầu đi làm tối thiểu phải đạt ít nhất là từ 7 triệu rưỡi trở lên. Không riêng gì hai doanh nghiệp nói trên, mà hiện nay nhiều doanh nghiệp ở huyện Ân Thi cũng thiếu nguồn lao động. Mặc dù các đơn vị đã có nhiều giải pháp để tuyển chọn và mời gọi lao động, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động. Việc thiếu lao động, nguyên nhân mấu chốt là do số lượng các đơn hàng ký kết của các doanh nghiệp ngày càng tăng. Với số lượng nhiều doanh nghiệp trong huyện cùng thiếu lao động, thì sức ép về năng lực tuyển dụng càng lớn. Trong khi chờ đủ số lượng cần tuyển, thì người lao động tại các doanh nghiệp phải làm tăng ca là điều khó tránh khỏi. Để giải quyết bài toán này, thiết nghĩ bản thân mỗi doanh nghiệp cần chủ động đổi mới công tác quản lý, đầu tư thêm máy móc, thiết bị công nghệ mới để nâng cao năng suất lao động, quan tâm thực hiện tốt chế độ đãi ngộ, thu nhập cho công nhân. Có như vậy mới thu hút và giữ chân người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp. Trên nhiều tuyến đường, tuyến phố của thành phố Hưng Yên lại tiếp tục tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, làm nơi buôn bán, kinh doanh và dựng rạp cưới, gây mất trật tự an toàn giao thông và mỹ quan của đô thị. Tình trạng trên xảy ra nhiều trên các tuyến đường, tuyến phố ở phường Yên Nam, An Tảo, Lam Sơn, Lê Lợi và phường Quang Trung, đặc biệt là tại các khu vực như đường Quảng Trường, bến xe khách Hưng Yên, cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đường Lê Thanh Nghị, đường Nguyễn Văn Linh. Không khó để thấy được hình ảnh các hộ dân dựng lều quán lấn chiếm vỉa hè để buôn bán đã gây ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân, gây mất mỹ quan đô thị. Không chỉ chiếm dụng vỉa hè để bán hàng, mà nhiều trường hợp còn dựng rạp đám cưới dưới lòng đường, xây dựng xưởng sửa chữa ô tô, nhà để xe cố định trên vỉa hè. Vào khoảng 11 giờ 20 phút trưa nay trên quốc lộ 38B, đoạn qua địa bàn xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo với xe mô tô, làm một người tử vong. Vụ tai nạn giao thông xảy ra khi chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát 34R02989 lưu thông hướng từ thành phố Hưng Yên về huyện Tiên Lữ. Khi đi đến thôn Đặng Cầu, xã Trung Nghĩa đã va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 89H95312, khiến người điều khiển xe mô tô tử vong ngay tại chỗ. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là nam tên LQT, sinh năm 1959, thường trú tại thôn Hoàng Cả, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi. Ngay sau vụ tai nạn, cơ quan chức năng đã có mặt để điều tiết giao thông và tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân